Bill Cut. Kinkoff Day! Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với ngôi làng trứng cút của chúng ta. À không, là thành phố trứng cút của chúng ta. Các em có thấy là tuyến đường này thì đã nâng cấp thành đường lộ chén nhựa hết rồi không? Đây, thành phố trứng cút của chúng ta đã được mở đường nhà xây rất là nhiều nhà do chính tay thầy Hero Rai dựng lên. Đó, bây giờ thầy sẽ đi thăm mấy dân làng cái. Để thầy giới thiệu sơ cho mấy em biết nha. Đây là cái làng của thầy cho chính tay thầy xây, giường thầy đặt. Đó, tất cả mọi thứ đều là chính tay thầy làm hết. Sao tụi này nó ngủ nó không đóng cửa, người ta vô hấp diêm nó rồi sao? Nhà này có ai không? Không đúng không? Đó, thầy giới thiệu sơ sơ về cái ngôi nhà 40 tỷ của thầy cho mấy em xem nha. Đó, các em thấy khung viên ở ngoài là thấy rộng rãi đúng không? Đây là con mèo của mình. Đó, con mèo của mình mà tập trước thầy đã dẫn nó đi coi ca nhạc đó. Còn đây là chiếc mô tô của thầy mới cho tậu về hôm qua. Ở phía sau nhà của thầy nè. Đó, phía sau thì không có gì hết. Không có đi được thì lắp cái thang máy này xong cái đi hết được rồi. Đây là phòng khách. Đây phòng tiếp khách. Ai muốn vô nói chuyện tâm sự với thầy thì vô phòng này. Còn cái này là phòng ăn. Một mình thầy nên thầy bố trí nhỏ cái phòng ăn này. Có khi thầy ăn chung với con mèo nữa. Đó, thầy cũng không cần ăn phòng ăn. Lên thang máy nè. Đó, thang máy của thầy. Nó hơi tệ nhưng mà không sao. Thầy lần đầu tiên biết làm thang máy mà làm vậy là được rồi đúng không? Đây là tầng 2. Đây là tầng 2 nha. Cái mà mấy em thấy xa xa ở đằng kia màu xanh xanh đó là cái bệnh viện. Để bữa nào rảnh thầy dẫn mấy em vô bệnh viện chơi. Đó, đây là phòng dành cho khách ngủ. Khách VIP mới được ngủ phòng này nha. Đóng lại, khi nào có khách thì mở ra. Đây là cái phòng dành cho người phục vụ. Phòng nhỏ xíu vậy thôi, một người phục vụ ở lại. Đây là tầng 3. Và cũng là phòng của thầy. Nhưng mà trước hết vô phòng của thầy thì mình đi ra ngoài mình ngắm cảnh xíu. Càng lên cao cảnh nó càng đẹp. Đó, mở cửa ra. Em thấy không? Đó, rất là nhiều nhà. Rất là nhiều nhà và có dây điện ở đây. Đây là phía sau. Đây, thầy sẽ dẫn mấy em lại phía sau coi. Ở phía sau này cũng còn có một cái làng nhỏ nhỏ. Đây gần 5-6 cái nhà. Đây là cái nhà máy phát điện. Nó dẫn điện qua bên mấy cây cục điện này nè. Đó, nhà máy phát điện ở đây. Nó dẫn điện qua mấy cây cục điện này, sau đó là nó truyền qua bên làng của mình. Và làng của mình sử dụng đuốc. Đó, các em thấy hợp lý và lờ chưa? Không sao, nhưng mà vậy là logic rồi ha. Đó, bây giờ thầy sẽ dẫn mấy em vô cái phòng của thầy. Để coi cái phòng thầy có gì không. Có mấy cái phim ấu dâm trẻ em. Thầy phải là mình béo. Đó, vô. Đây là cái phòng của thầy. Đó, cái nhà vệ sinh bé bé xinh xinh của thầy nhưng mà không có đi vệ sinh được, chỉ đi bậy ngoài gốc cây thôi, làm cho có vậy đó. Đó, khung cảnh nhìn ra ngoài đầu lâu rồi ha, nhìn ghê không. Đó, đơn giản chứ không có phức tạp gì hết trơn á. Bây giờ thì
chắc mình đi ngủ thôi mấy em ơi. À vậy thôi. Trời ơi, sáng ngày thức dậy bệnh luôn rồi. Đó, các em thấy nhìn ra cửa sổ thì thấy cái làng, thấy cây xanh, thấy thoải mái đúng không? Đó, bây giờ thầy sẽ dẫn mấy em đi tham quan thành phố trứng cút của chúng ta nha. Với hôm nay thầy định đi mua một chiếc ô tô mới. Thầy sẽ lấy vàng. Đó, đây là số vàng mà thầy đã dành dụm được trong suốt cuộc đời của thầy. Và hôm nay thầy sẽ đi mua một chiếc ô tô. Thầy chạy mô tô hay chán rồi. Bây giờ thầy sẽ chở mấy em vòng vòng đi thăm, đi xem cái thành phố trứng cút của chúng ta. Rồi sau đó mình sẽ đi mua ô tô. Đó, giờ lên mô tô của mình trước cái đã. Lên thế nào? Lên. Đó, mấy em thấy thầy ngồi mô tô có đẹp trai không? Đó, nhưng mà chúng ta thiếu, chúng ta phải đội mũ bảo hiểm vô để tham gia giao thông. Rồi, thầy đã đội mũ hiểm rồi đây. Bây giờ chúng ta lên đường thăm thành phố trứng cút thôi. Mèo ở nhà với nhà nha. Ngoan đi về ta cho ăn. Đó, mấy dân làng bây giờ sáng ngày nó chạy nhông kìa. Ôi, sao mình đi không được ta? Ôi, xe thầy bị kẹt rồi, tại thầy ngồi cao quá nên thầy bị kẹt cái đầu vô cái cây rồi. Thầy không chạy qua được khúc này mấy em ơi. Thôi mình đi đường khác. Đó, mấy em thấy cái khu này để làm gì không? Để cho chúng ta phóng xe xuống sông để chết. Trời, chứ chỗ mình câu cá đó. Đó, đây là đường quẹo vô bệnh viện. Nếu mà bệnh nhân nào mà chuẩn bị cấp cứu chạy qua vòng xoay rồi quẹo qua bệnh viện cái nữa là chết luôn rồi đó. Ui, làm gì vậy dân làng? Ôi, đi xuống nha, bệnh ung thư trứng cút, đừng nhảy lầu chết nha mày. Trời đất mẹ ơi, có gì từ từ nói. Đó, đây là phía sau của cái làng. Mấy phía sau nè, không có gì hết. Có mấy cái nhà lèo tèo này thôi. Nó chưa lên cái khu dân cư. Sao cái này đi không được nữa rồi, kẹt đầu thì nữa rồi. Ôi, đi đường này đi không được thì sẽ đi đường vòng. Đó, thì vòng qua bên này, ok không? Rồi thì chạy lên rau luôn rồi. Đây là cái gì ta? Chỗ nuôi gấu trúc. Đó, mấy tàu lao nó nuôi gấu trúc ở đó đó. Rồi, đây là Vinmart. Các em muốn mua gì thì ghé Vinmart mua. Đó, giờ thì sẽ chạy ra ngoài kia. Ủa, xe này chạy không được rồi. Cây ở đây nó thấp quá, chạy không được mấy em ơi. Thầy sẽ gửi xe ở Vinmart đi. Ở đây cũng nhiều xe quá nè, tông nhiều xe người ta đền chết luôn. Rồi, thầy sẽ gửi xe ở đây, thầy đi bộ. Thầy sẽ đi bộ cho nó nhanh. Đó, bây giờ đi bộ thôi. Đi bộ tập thể dục thể thao. Đây là đường ra bến cảng, đi thẳng ra đó là sẽ tới bến cảng. Tàu biển rồi nó ghé đó đó. Đây là cái làng nhỏ. Đó, cái đường này thì là cái đường quẹo vô cái chỗ mà chúng ta coi Jack hát hôm bữa đó. Thấy không? Đó, nhớ không? Đẹp ha. Mai mốt không biết có ca sĩ nào về không, mình ghé đó mình coi tiếp. Còn cái đường này là cái đường quẹo vô cái trường của mình, trường Master Cool của mình á. Mà hôm nay không có đứa nào đi học trơn á, bữa nay chủ nhật mà. Đó, giờ thầy sẽ đi vô cái hầm. Qua cái hầm này khoảng tầm mấy trăm mét nữa là chúng ta tới chỗ mua xe hơi rồi. Đó, đi sát vô lề để xe đụng thì bay trứng cút mấy em ơi. Trời ơi, già cả rồi, có chiếc xe mô tô chạy mà cũng bị dướng đầu lại nữa. Đó, cái cua này nguy hiểm lắm nha. Đứa nào mà không biết ôm cua là ôm vô cây thì chết luôn á. Đó, bây giờ thầy sẽ sử dụng tay không chứ thầy bước vô cái gara ô tô người ta. Mà thầy cầm dao người ta tưởng đâu thầy cướp xe. Đó, mấy em thấy xe đẹp không? Ui, màu đen, Mercedes màu đen. Ui, đẹp quá, vô mấy em ơi, vô. Ui, bán ô tô quá trời luôn nè. Wow, chiếc xe này là xe gì đây? Ui, Range Rover sao? Range Rover 4 chỗ. Wow, nội thất của nó nè, có radio, mở nhạc đen vô đồ. Đó, đây là mô tô màu hồng, nhìn cho mấy nhỏ chưa có chồng. Đây là mui trần màu xanh. Thầy thích mui trần nhưng mà cái màu này sao thấy nó tối tối thì sao á. Trời mưa mui trần đã lắm á mấy em. Trời ơi, đây là chiếc xe màu hồng. Đó, đứa nào có ghệ muốn tặng ghệ thì vô đây thầy bán cho. Ủa lộn, vô gara này mua nè. Quá trời, xe bán tải chở dừa, chở trứng cút đồ đi bán. Đó, ở đây thường là người ta bán siêu xe nhiều á. Quá trời, xe mui trần luôn à. Thầy phải có tiền thì mua chục chiếc ha. Bây giờ thì chở bò, chở chó, chở trâu đi chơi. Đó, chiếc này thấy đẹp đẹp á, nhưng mà thôi, mình là dân chơi, mình đâu có chạy xe mui trần đâu. Ủa lộn, đâu có chạy xe có mui đâu. Mình sử dụng xe mui trần. Anh ơi, chỗ này có bán xe mui trần mà màu vàng không anh? Mày anh qua bên này để tôi tư vấn cho anh nha.
Rồi bây giờ anh muốn mua xe mua trần màu vàng đúng không? Đúng rồi, tôi muốn mua chiếc xe màu vàng giống như cục vàng của tôi đang cầm vậy nè. Xe đó thì hiện thời ở đây chưa có, nhưng mà chúng tôi sẽ khẩu về bến cảng cho anh. À, số tiền thì cũng không chênh lệch gì số tiền gara trong hãng, nhưng mà anh phải chạy ra bến cảng để lấy xe nha. Được rồi, để tôi coi rồi. Giá là 128 vàng. Ồ, 64 là 60 là 128. Đủ rồi. Đó, đủ vàng rồi. Rồi, cảm ơn anh nha, anh đi đường sau để anh ra bến cảng lấy xe nha, đường đó đó anh. Đi vô đường trước mà bắt đi ra đường sau, ngộ vậy trời. Đường này đi làm sao đây? Ồ, cửa tự động hả? Wow, bên này có cái đường cho xe ra nè. Ừ hả, vậy chứ mà cái cửa này làm sao mới mốt xe nó ra được đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ đi ra bến cảng mình lấy xe thôi. Chỗ này nó làm ăn uy tín lắm, 10 khách vô mua là 9 khách chửi rồi. Đó, đi sát lề đi, xe đụng ba trứng cút chứ mấy cái hầm này nguy hiểm lắm. Vô mấy cái hầm này mình không có đèn á, nó không thấy mình, nó tung mình bay. Đó, bây giờ phải đi bộ ra bến cảng mới lấy được chiếc xe. Khổ thân, bỏ tiền ra mua mà còn phải đi bộ nữa. Đi bộ ra lấy mấy triệu. Bởi vậy thì nói với mấy em giàu cũng khổ lắm chứ bộ. Giàu bỏ tiền ra mua ô tô là phải đi đổ xăng, rồi phải đi lấy xe, rồi phải rửa xe. Trời ơi, mấy nhà nghèo nó cởi ngựa. Nó cởi ngựa, nó cởi bay, nó cởi ruộng, cởi nương, nó cởi văng xuống dũng, nó cũng không chết con ngựa. Mà chiếc xe của thầy văng xuống mương là bỏ luôn chiếc xe. Đó, thấy không? Xe mô tô của thầy ở nhà mà còn đi không được nữa. Ngựa của nó đường nào nó phi cũng được, nó bay qua núi đồ luôn. Thấy không? Nghèo sướng chết vậy. Đây, thầy giới thiệu cho mấy em, đây là cái đập thủy điện để chúng ta lấy điện để cung cấp cho mấy cái đuốc. Cung cấp cho mấy cái đuốc. Đó, thời nguyên thủy mà, nói gì. Không biết tàu về tới bến chưa nữa. Nôn quá, nó nói là mình ra tới là tàu về tới. Sao hên ghê, hôm nay có chuyến hàng đó. Ồ, tàu về. Ủa, tàu to quá. Có một cái thùng container trong chổng kìa. Ôi, cái này mà tàu vô được ghê vậy. Chạy banh hết trơn cái con sông ta luôn. Ôi, thùng container này sao nó đóng đẹp quá vậy. Trời ơi, nhìn nè, xung quanh nè. Ồ, đẹp quá mấy em ơi. Nó sợ bị trầy nên nó dán mấy cái này lại nè. Nó sợ trầy thùng container ảnh hưởng chất lượng xe bên trong nên nó dán thùng lại. Ủa, các em nhìn nè, Ferrari Herobrine. Ủa, lộn, Herobrine. Thầy đó, tên thầy. Còn cái xe là tên là Ferrari. Ferrari là con ngựa đúng không mấy em? Nó đập ra. Trời ơi, nôn quá, đập sau bánh chiếc xe luôn đi. Nó mở ra. Nó đóng kỹ quá, nó đóng hàng kỹ quá mấy em ơi. Ôi, đẹp quá. Ôi, từ từ nha. Wow, mắt xe nó lồi ra. Chuẩn bị thấy cái hiệu nè. Ferrari. Wow, có bảng số sẵn luôn. 11111, con khỉ độ. Wow, trời ơi, xe đẹp quá. Ôi, lên xe. Ôi, nhìn đẹp quá mấy em ơi. Để thầy lái ra khỏi cái thùng container này cho mấy em xem. Đó, mấy em thấy thầy có đẹp trai không? Đi xe hơi mà đội mũ bảo hiểm nè. Đó, nhưng mà xe mui trần nên đội nón bảo hiểm. Chạy thấy thằng nào nó thấy mình nó ghét quá, nó chọi cục đá lỗ đầu mình chết. Đó, xe mui trần màu vàng của thầy. Xuống tàu. And. Đó, sau cái nỗ lực đi bộ mấy chục cây số thì cuối cùng thầy cũng đã lấy được con Ferrari này về từ tàu hàng rồi. Đó, 128 vàng của thầy, 128 cây vàng của thầy đã lấy được một con Ferrari màu vàng cứt. Yeah. Dạy học bao nhiêu năm cực khổ, bây giờ thầy mới có thời gian để thưởng cho bản thân mình. Đó, mấy em thấy thầy ngồi có ngầu không? Này mà chở gái kế bên hết sảy luôn đúng không? Đó, bây giờ chúng ta sẽ chạy về nhà. Đó, qua cái cầu. Hồi nãy tao đi bộ, đứa nào chê tao nghèo đâu. Giờ tao đụng cho ba trứng cút hết. Thầy đổi góc nhìn cho mấy em dễ nhìn ha. Đây là góc nhìn bên trong. Đó, mấy em thấy đẹp không? Vô lăng nè, trời ơi, xe màu vàng lịch lãm luôn. Vàng cứt, vàng cả một khu phố luôn. Đó, tới ngã tư chúng ta xem có xe nào không. Qua luôn. Về nhà thôi. Đó, về nhà, trời ơi, mọi người sẽ trầm trồ. Ồ, ông Herobrine hôm nay ông mua một chiếc xe màu vàng khá là đẹp. Đó, đầu tiên mình sẽ khoe với con mèo nhà mình. Vô, mèo xích ga để tao cán mày xích chút. Mèo, ôi, ra, đậu xe. Đó, xe mới nên nhẹ cẩn thận thôi.
Đó, về ra, về ra, về ra. Đó, 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 để trước cửa cho dân làng nó nhìn chơi vậy đó. Thầy không có khoe nha, thầy khẳng định với mấy em là thầy không có khoe, thầy chỉ đậu xe trước cửa nhà thầy thôi. Đó, thấy không mèo, thấy thầy mua chiếc xe đẹp không mèo? Trời ơi, thầy thấy mà đẹp mà, thầy đâu có khoe đâu đúng không mèo? Đó, đó, màu vàng quá đẹp luôn. Trời ơi, mùi trần mà. Phải có gái ngồi cái bên đi du lịch Vũng Tàu nữa ha. Trời ơi, đã quá. Đó, về xe vô đi ngủ. Đi ngủ sáng mai chạy vòng cho mấy nhân lãng thấy thèm chơi vậy đó. Ngủ ngon như xe yêu. Đó, hên là nó đổ xăng cho mình rồi chứ mình chạy vòng vòng vậy hồi hết xăng mình để bộ thấy bà mình luôn. Đó, lên ngủ, ngày mai đi khoe xe. Ừ, mình không có khoe, mình không có khoe. Cắt vàng, ngủ thôi. Thật là sung sướng quá đi. Ơi, sáng rồi. Giờ xe đâu rồi, xuống xe mới được. Trời ơi, khỏi xúc miệng. Xúc miệng làm cái gì, xe mình là xe xịn mà, khỏi xúc miệng người ta cũng biết mình giàu mà. Đó, xuống. Wow, xe vẫn còn đây, tưởng đâu trộm nó ginh mất rồi chứ. Đó, về xe ga. Chạy một vòng coi. Về xe ga, mèo ở nhà giữ nhà nha. Thầy đi công chuyện xíu thì về, thầy không có khoe đâu, em yên tâm đi. Đó, đây có con chó kìa. Đó, con chó về nhân làng. Rồi con chó nó thấy chiếc xe mình nó bỏ đi luôn rồi. Con mèo tên là chó, còn con chó tên là mèo nha, chứ không phải mình bị mù mèo mù chó nha. Đó, qua đường này thử coi có ai không. Tít. Nhân làng ơi, trời ơi, sống điếp xỉa với tôi chứ vậy. Mình xây cho nó cái nhà như vậy nè, bây giờ mình lợi mình cho nó coi xe mà nó không coi, nó nhìn mặt mình, nó khinh bỉ mình. Thấy xe đẹp không, thấy xe thầy đẹp không? Đó, thầy bóp kèn cho nghe nha. Tít. Đó, thầy không nói chuyện với mấy cưng nữa đâu. Thầy đi chỗ khác đây, đẳng cấp của thầy đâu dừng lại đây. Đó, bây giờ thầy sẽ vô bệnh viện, thầy khoe. Thầy khoe với mấy người khuyết tật. Tít. Ra chỗ khác cho thầy chạy coi, làm gì đứng trước gương mặt xe của thầy vậy? Ra chỗ khác đi. Biết là xe thầy đẹp rồi nhưng mà con đâu cần phải nhìn như vậy đâu. Trời đất mẹ ơi, làm gì đứng dưới đường vậy? Đó. Ê, dân làng thấy xe thầy đẹp không? Cũng không quan tâm luôn. Nhưng mà không sao, thầy có xe là được rồi. Mình chỉ cần biết là mình có được thứ đó mà không cần người ta biết. Đó, chạy vô những tiếng đường nhỏ như vậy dễ khoe xe hơn. Đó, nghe không? Rồi tới VinFast rồi. Tới VinMart rồi. Chắc thầy về thì đậu xe, thì mua đồ về, thì cúng xe, thì rửa xe quá. Sẵn thì cho chó ăn luôn, lộn cho mèo ăn luôn. Đó, đậu xe đây đi, chạy vòng rồi. Khoái rồi, như đó đủ rồi. Bây giờ đi lấy tiền, đổ lộn lấy vàng. Đi qua bển mua đồ về. Rửa xe mới. Hồi nãy quên để vàng trong túi rồi, nhưng mà hồi tối thì ngủ thì mở ra. À, bây giờ lấy vàng, lấy 64 mấy cây vàng. Đi qua VinMart mua đồ về rửa xe mới, lấy vàng rửa xe vàng. Đó, xuống đi vào VinMart mua đồ, có gì ngon ngon không mua về cho con mèo nhà mình ăn nữa. Đợi xíu nha, thầy đi qua VinMart thầy mua cái. Tính ngày cũng tiện lợi quá ha. Nhà của thầy xây giữa đường ngay chỗ trung tâm luôn. Đó, cá gừng da, gà, cá, táo, để cho mèo mình ăn táo, bánh còng, bánh cam, khoai tây, kẹo, bánh hamburger, gà, pizza, thịt, trái gì đó. Rồi, không có thịt ta. Bữa nay VinMart bán gì kỳ vậy? Bữa nay không có thịt hả? Ủa, toàn bánh này không, ăn mập chết luôn á. Ồ, đây rồi. Đây, coi giá. Tất cả đều một vàng. Mình lấy 64, mình sẽ trả 64 vàng. Đó, rồi xong. Ông này ông mua gì đây? Ông giao dịch gì đây? Ông chơi việc lót, tu sổ số, kiên thiết gì đi hả? Thôi, đi. Về nhà cho chó ăn. Về nhà cho chó ăn thôi. Mèo, ăn nè. Mẹ ăn 1, 2, 3. Đó, giờ tới tao ăn. Tính ra mày ăn trước chủ mày luôn á. Tao thua mày nữa. Rồi,
biết xe đẹp gọi đi vô đi, làm việc nhà đi, đứng đây nhìn hoài, mình người nhà mà. Đó, bây giờ mình có ô tô rồi, bây giờ mình không cần mô tô nữa. Mình không cần sự xuất hiện của nó nữa, bây giờ mình sẽ đi phá xe. Chiếc này mua khoảng 64 cây vàng. Đó, bây giờ mình sẽ đi phá xe. Xe gì mà đường này chạy không được là sao, xe hơi người ta còn chạy được, còn xe này không chạy được. Để phá thử, phá đường ra thử coi nó chạy được không. Phá đường ra, phá mấy cái cây này thử coi nó chạy được không. Nó không chạy được nữa, mình đập nó luôn, mình đập giục luôn. Không được rồi, đi đường gần luôn. Lội nước. Xe này thuộc xe lội nước. Cá bơi dưới kìa, cá bơi dưới kìa. Tội. Kìa. Bị ngập máy rồi. Chạy lên. Chiếc xe này cùi bắp, biết trước là thầy có mua vậy rồi. Mua tốn tiền nhưng mà chạy không được gì trơn. Lên. Đó. Xe này xe lội nước chứ không để xe không chạy trên bờ được. Đó. Chạy đi. Nó bị kẹt nữa rồi kìa. Không lẽ thầy phóng xuống vực thì chết luôn chứ. Đó. Chạy ra đường này đi. Đường này thì cây nó cao hơn nè. Mấy em thấy không? Đường này cây nó cao hơn, nó đều hơn thì dễ chạy hơn. Cái đường ở trong kia cây nó thấp thấp chạy không được. Mà ô tô lộn mô tô mà đòi hỏi quá. Đó, thầy bị kẹt nữa rồi. Trời đất mẹ ơi, xe như cứt mèo dục luôn. Ui. Thầy nói chơi mà thầy mất thắng. Thầy mất thắng thì lọt dưới luôn rồi. Cái xe đâu rồi? Ui, cái xe nó chìm tuốt dưới đáy dưới luôn rồi kìa. Ui, bỏ đi, ba chiếc xe cùi bắp như vậy mà lấy về làm cái gì không biết nữa. Thôi, về nhà thôi. Về nhà hưởng thụ cuộc sống mình với chiếc Ferrari mui trần của mình thôi. Rồi thầy sẽ kết thúc clip ở đây. Nếu các em thấy hay thì nhớ để lại một like và một subscribe ủng hộ cho thầy nha. Rồi vài bữa sau thầy sẽ quay cho mấy em xem một ngày làm việc của thầy như thế nào nha. Còn bây giờ thầy đi bộ về nhà đây, thầy cũng quải lắm rồi mấy em. Tạm biệt và hẹn gặp lại nha.